Làm thế nào để loại bỏ tình trạng viêm nang lông trên cơ thể của chúng ta? Viêm nang lông là tình trạng nang lông của chúng ta bị viêm, bị tổn thương có thể do vi khuẩn hoặc là nấm hoặc là bất kỳ một cái nguyên nhân nào đó làm bít tắc cái rổ chân lông của chúng ta, cái nang lông của chúng ta bị bít tắc, đặc biệt là những vùng mà có chứa nhiều tuyến bã. Thường xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng mà tập trung là ở tuổi thanh thiếu niên nhiều hơn. Do đó, để loại bỏ cái tình trạng viêm nang lông, chúng ta có thể sử dụng một cách đơn giản là dùng salicylic từ 3-5%. Chúng ta sẽ thoa thường xuyên, sau khi tắm chúng ta sẽ thoa cái thành phần đó, sẽ giúp da của chúng ta bắt sừng cái lớp nang lông và càng ngày da của chúng ta sẽ mềm mịn trở lại. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng dưỡng ẩm thêm. Đó là một trong những cái cách đơn giản nhất. Chúc các bạn thành công!